Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thưa quý đại tớ Chúa, thưa quý cô bác anh chị, sẽ cùng suy gẫm lời Chúa ở trong sách Luca, suy gẫm lời Chúa trong sách Luca 23. Luca 23 từ câu 33 cho đến câu 43, từ 33 cho đến câu 43, với chủ đề là xin nhớ lấy con. Với chủ đề là xin nhớ lấy con. Là tôi xin phép được đọc lời Chúa ở trong sách Luca 23 từ câu 33 đến câu 43, với chủ đề là xin nhớ lấy con. Khi đến một nơi chỗ gọi là chỗ sò, họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu ngài và một tên bên tả. Xong Đức Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sấm của ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó, các người coi việc nhạo cười. Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác, nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa chọn, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng cười cợt ngài, lại lấy giấm đưa cho ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giuđa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu ngài có đề rằng: Người này là vua dân Giuđa. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giêsu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Quý lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa, giờ chúng con đến với lời của ngài. Chúng con cầu nguyện khi lời của ngài được khai phóng, được giao giảng ra, thì con cầu nguyện lời của ngài minh chứng Đức Chúa Trời, Chúa là thật, lời của ngài là thật, vương quốc của ngài là thật, vương quyền của ngài là thật. Nguyện xin lời của ngài đến với tất cả những người đang nghe lời của ngài. Ngài xin ngài thăm viếng bằng thần lẽ thật là Đức Thánh Linh của ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Dạ. Dạ thưa quý đầy tớ Đức Chúa Trời, dạ thưa quý cô bác anh chị. Đến thời hiện đại, đến cái thời hiện đại này, thì cái hình phạt thập tự giá thật sự được đánh giá là một trong những hình phạt thảm khốc nhất trong lịch sử của nhân loại. Một giáo phu của người Do Thái, ông Joseph, ông nói rằng hình phạt thập tự giá là một hình phạt thảm khốc của nhân loại. Và Chúa Giêsu, Đấng Messiah, Chúa cứu thế, Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời, vua của dân Giuđa, ngài đã chấp nhận cứu chuộc qua sự chết của ngài trên thập tự giá. Tôi xin được nói qua một chút về hình phạt thập tự giá mà các nhà sử gia, các giáo phụ cũng đang ghi chép lại. Người Do Thái cổ và người Do Thái, các rabbi đến bây giờ, họ luôn mặc cái áo rất là dài để che cái đùi của mình đi. Và nhìn thấy đùi của người nam thì coi như đó là một sự sỉ nhục, một sự xấu hổ.
Nhưng mà hình phạt ở trên thập tự giá thì những cái phạm nhân nó bị lột trần truồng, không giống như là những cái hình ảnh ở những cái bức tượng là trên thập tự giá mà còn đóng khố. Cái sỉ nhục là bị lột trần truồng, nên đây là một sự rất là sỉ nhục về thân thể. Và các nhà sử gia chép lại và các giáo phụ chép lại có một cái sự sỉ nhục nữa, đó là có những người đóng đinh trên thập tự 1-2 ngày, có khi lâu hơn nữa mới chết. Và ở trên thập tự như vậy thì những phạm nhân có khi tiểu tiên đại tiên ở trên đó, rất là sỉ nhục. Và Kinh Thánh cũng ghi lại là có nhiều người quay mặt đi không dám xem luôn. Cái thứ ba là ai bị đóng đinh trên thập tự thì cái đấy gọi là đại hình phạt, gọi là những cái người đó không xứng đáng được sống ở trên đất nữa, những cái người đó đáng bị cất đi khỏi đất. Cái đó là một cái, và cái hình phạt thập tự này bắt nguồn từ dân Phê-ni-ba-tư, nó gọi là Staruk, nó thờ thần phì nhiêu, mẹ của đất. Và những cái người mà gian ác đến mức mà bị trừ khỏi đất thì không được chết ở trên đất mà phải treo lên một cái cây, cái sào hay là một cái cây gỗ, và khi chết rồi ấy thì mới được cho xuống dưới đất. Và cái hình phạt thập tự này quá thảm khốc đến mức mà có một vị hoàng đế là Constantine, và 337 năm sau, và Constantine là một hoàng đế Cơ Đốc, đã bãi bỏ không dùng cái hình phạt thập tự này nữa bởi vì nó quá thảm khốc. Và xin trở lại với bài học. Chúa Giê-xu đã chấp nhận cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và Ngài chấp nhận hình phạt thảm khốc nhất của nhân loại bấy giờ, đó là đóng đinh trên thập tự giá. Và đóng đinh nơi một cái chỗ gọi là hộp sọ, gọi là Golgotha hay là Calvary. Ở đây mọi lớp dân, mọi con người, mọi thành phần khi mà thấy Chúa Giê-xu mà bị cái hình phạt đó thì không một ai có thể tin đây là Đấng Mê-si-a, không thể tin đây là Chúa cứu thế, không thể tin đây là Đấng Christ. Bởi vì với cái hình phạt đó, với con người đó đang gánh chịu những cái điều đó, không còn một ai ở những cái lớp dân đó, những cái thành phần đó mà còn có thể tin được. Quân lính thì chia nhau áo sống của Ngài, dân chúng thì cười nhạo, quân lính thì giỡn cợt, không một ai trong cái hoàn cảnh đó, trong cái thời khắc đó, trong cái lúc mà Đấng Christ, Đấng Messiah, Chúa cứu thế chịu cái hình phạt đó, không còn một ai có thể nhìn thấy được đây là con Đức Chúa Trời, đây là Đấng cứu thế, đây là vua trên muôn vua, Chúa của các chúa, đây là Đấng Messiah, Đấng sẽ đến để cứu dân Ngài. Trong cái hoàn cảnh đó không một ai còn có thể nhìn ra và không còn ai có thể tin được. Và những cái người mà nhạo báng Ngài là còn những người đang làm công việc, là những người lính, là những người dân, là những cái thành phần mà có vị trí trong xã hội thì không nói. Nhưng mà ở đây có một trong hai người là hai tên trộm cướp, thì một tên trộm cướp bị đóng đinh cùng với Ngài, cũng mắng nhiếc Ngài nữa. Những cái người mà còn tự do, còn có giá trị, còn có phẩm vị, còn có tài chính, còn có sức khỏe thì nhạo báng Ngài rồi. Nhưng mà cái người mà đang hình phạt
ở trên thập tự bởi tội trộm cướp, bị quy án đến mức mà phải bị khử đi, bị loại khỏi loại khỏi đất. Mà đến cái người tội lỗi nhất, cái người mà bị đóng đinh trên thập tự cạnh ngài ấy, cũng mắng nhiếc ngài. Có những hoàn cảnh, có những thời kỳ, có những hoàn cảnh không phải lúc nào cũng nhìn thấy Chúa là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Có những cái hoàn cảnh cảm thấy như là đối diện, như là gian khó, rất là nan đề, thì chúng ta còn nhìn ra có một cứu Chúa đang ở cùng với cuộc đời chúng ta hay không? Đoàn dân này, binh lính này, những con người đến đây để chứng kiến, mới ngày nào đó được chữa lành, mới ngày nào đó được ban bánh, mới ngày nào đó được giải cứu, mấy ngày nào đó Hosanna, thì bây giờ quay lưng lại. Không thể. Một Chúa cứu thế, một đấng Christ, một đấng Messiah, không thể. Đến bản thân còn không cứu được thì làm sao có thể cứu được chúng tôi? Làm sao có thể cai trị và làm vua trên cuộc đời chúng tôi? Nhiều điều sỉ nhục, nhiều điều nhạo báng. Và đến cả một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài. Cái hình phạt trên thập tự giá quá kinh khiếp. Đinh đâm vào tay, vào chân, máu chảy ra. Rồi nếu lâu có trùng uốn ván, trùng uốn ván là một trong những cái đau đớn nhất mà những cái căn bệnh mà con người trải qua. Tôi nói như vậy, nếu mà để lâu ở trên đó, những cái đinh đó sẽ có trùng uốn ván. Rồi máu chảy ra, huyết áp tụt xuống, máu đặc lại, rồi khó thở, đau đớn như vậy, nhưng mà vẫn có thể mắng nhiếc Chúa. Ngươi không phải là đứng quyết sao? Ngươi không phải là đứng quyết sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhiều người nói, nay còn ai đóng đinh Chúa đó. Nhưng mà trong Hebrew nói, nếu các ngươi biết luật, có thánh linh rồi, mà lại cố gắng phạm tội, cố gắng phạm luật và cố ý phạm luật, như vậy là đóng đinh ngài hay là cha đạp biết của con ngài. Và tên trộm cướp mắng nhiếc ngài. Như vậy là mọi thành phần tự do hay là thành phần mất tự do, thành phần đang tự do, đang khỏe mạnh hay là thành phần bị đóng đinh, thì đều có thể mắng nhiếc ngài, đều có thể vô tín, đều có thể nhạo báng và phạm thượng. Nhưng bài học hôm nay là trong hai tên trộm cướp đóng đinh cạnh ngài đó, cùng đau đớn như vậy, cùng hình phạt như vậy, thì tên kia nói rằng ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Nếu người nào mà thuận lợi, người nào mà giàu có, khỏe mạnh, được ơn, được phước, được quan tâm, được cầu nguyện, cầu thay, được hanh thông, được nhớ đến, thì nói từ kính sợ Chúa rất là dễ, rất là dễ. Nhưng mà tên trộm cướp này, nó đang bị lột trần chuồng ra, nó đang bị đóng đinh ở trên cây thập tự, giữa trời giữa đất như vậy, đóng đinh vào tay, vào chân, đang mở máu ra như thế, đang đau đớn, đang thảm khốc như vậy. Nhưng mà nó lại nói được từ, người đó lại nói được từ đầu tiên, đó là như vậy ngươi không kính sợ Chúa sao?
còn chưa kính sợ Chúa sao? Đầu tiên là nói về không phải là chỉ trong thuận cảnh, khi được ban phước, được chữa lành, được yêu thương, được quan tâm, được tôn trọng thì mới có thể nghe được, mới có thể nói được về sự kính sợ Chúa. Nhưng mà tên trộm cướp này ngay ở trên hình phạt thảm khốc nhất, tồi tệ nhất, với cái án sỉ nhục nhất là bị đóng đinh trên thập tự, thì người này nói từ đầu tiên đó là kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Đức Chúa Trời. Dạ, tiếp theo. Về phần chúng ta là sự công bình với hình chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm. Kinh Thánh nói rằng nếu mà chúng ta giảng về thập tự giá, giảng về sự hy sinh, về sự thương khổ của Đấng Christ về thập tự giá, thì nhiều người coi là khờ khạo, là dại dột. Năm nay là năm bao nhiêu, thế kỷ bao nhiêu rồi, còn giảng về một người phải chịu chết cho nhân loại, chịu cái hình phạt thảm khốc nhất. Nhưng mà đối với những cái người chưa được cứu, chưa có sự kết nối với Chúa thì cho là khờ dại thôi. Nhưng mà thập tự giá là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Để ngày hôm nay chúng ta được danh phận làm con, ở trong đặc ân được ở trước mặt Đức Chúa Trời, mình gọi là Cha Thánh, được ca tụng Ngài, thì qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Con là Chúa Giêsu Christ. Lẽ ra mà với tội mà chúng ta đã phạm thì xứng đáng với nhiều hình phạt thảm khốc. Nhưng Ngài đã đến, Ngài đã chủ động đến để chết thế, để gánh lấy những sự đoán phạt đó cho cuộc đời của mỗi một chúng ta. Đó gọi là ân điển. Đó là lòng nhân từ lớn, tình yêu lớn của Ngài đã đến trên cuộc đời. Không phải do chúng ta xứng đáng, mà đó là do ân huệ của Ngài. Ngài đã đến để cứu cuộc đời của chúng ta. Rồi, khi mà trên thập tự giá đó, trong lúc đau đớn đó, thì người trộm cướp kia nói điều thứ nhất là hãy kính sợ Đức Chúa Trời đi. Khi còn khỏe mạnh, khi còn được ơn, khi còn được cung ứng, khi còn được kêu gọi, khi còn sống động trên đất, hãy kính sợ Đức Chúa Trời đi. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời đi. Thì trên thập tự giá người ta nói. Còn lẽ ra những cái sự đau đớn đó là phù hợp với những cái tội lỗi mà chúng ta đã từng làm. Nhưng mà Chúa cứu thế, Đức Mêsia, Đức Christ đã đến để Ngài gánh đi, Ngài chấp nhận, Ngài yêu chúng ta và Ngài gánh chịu cho chúng ta những cái điều đó. Đó gọi là ân huệ, đó gọi là đặc ân, đó gọi là ân điển, đó là sự nhân từ lớn của Chúa đã đến trên cuộc đời của chúng ta. Và tiếp theo, khi đau đớn như vậy thì người này nói, người này không hề làm một điều gì ác. Tất cả những con người đã từng xuất hiện ở trên đất, tất cả những con người đã từng sống động ở trên đất, trừ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa cứu thế, là Đấng Messia, là Đấng Thần Nhân, Đấng Thiên Chúa giáng trần, và chưa có một ai là không làm điều ác, chưa từng một ai là không phạm tội. Nhưng mà trên thập tự giá thì duy nhất cái người này nói rằng đây là đứng vô tội, đây là đứng thánh khiết, đây là một người chưa từng làm một điều ác gì. Và chỉ duy nhất máu của đứng thánh khiết, máu của đứng vô tội có giá trị, có thẩm quyền. Như lời Đức Chúa Trời nói, không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội.
và Ngài là Đức Chúa Trời thành nhân. Ngài là đứng thần nhân, Ngài 100% là Đức Chúa Trời, 100% là người. Và Ngài yêu mỗi linh hồn chúng ta, Ngài yêu mỗi cuộc đời của chúng ta, và Ngài chấp nhận đến để hoàn tất chương trình cứu chuộc. Và Ngài là đứng vô tội, Ngài là đứng thánh khiết, và máu của Ngài đổ ra để cứu chuộc, để làm cái giá, để chuộc mua cuộc đời của mỗi một chúng ta. Đầu tiên, hãy kính sợ Đức Chúa Trời khi có thể. Hai nữa, phải nhớ lại rằng chúng ta được trong danh phận làm con thật ra là bởi ân điển của Ngài. Chứ còn nếu mà hành vi lối sống tội lỗi cuộc đời cũ của chúng ta thì xứng đáng với cái hình phạt khác cơ. Nhưng Ngài đến. Và tiếp theo, người nói người này chưa từng làm một điều ác gì. Như vậy Chúa Giê-xu là đứng thánh khiết, và máu của Ngài có giá trị đổ ra để chuộc mua từng cuộc đời của mỗi một chúng ta. Chúng ta không phải được mua bởi vàng bạc hay là những tài sản mà được mua bằng một giá rất cao, đó là bởi huyết của Chúa Giê-xu Christ đổ ra trên thập tự vì cớ mỗi một chúng ta. Khi tên trộm cướp ở trên thập tự giá đang ở trong hình phạt như vậy thì vẫn có thể nói được rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu mà so về tội lỗi ấy, thì chúng ta xứng đáng cái hình phạt giống như đóng đinh trên thập tự. Nhưng mà Ngài đã đến, Ngài đã đứng thánh khiết, Ngài đã đứng vô tội, Ngài đã đến để đổ máu ra để cứu chuộc cuộc đời của mỗi một chúng ta. Ngài là đứng thánh khiết. Trong cái sự đau đớn như vậy mà tên trộm cướp vẫn có thể nhìn ra được phải kính sợ Đức Chúa Trời. Phải kính sợ Đức Chúa Trời. Phải biết ơn, vì lẽ ra cái tội lỗi của chúng ta xứng đáng cái điều khác cơ, không phải ân điển như vậy. Thứ ba nữa, Chúa Giê-xu là đứng thánh khiết, là đứng vô tội. Ngài đến để dùng máu của Ngài để chuộc mua cuộc đời của mỗi một chúng ta. Giá trị lắm thưa quý vị, giá trị lắm thưa quý vị. Có một đầy tớ Chúa được Chúa cho phép xuống địa ngục 23 phút. Khi ông về, ông là một đầy tớ của Chúa có ơn, mà khi ông về trong một tuần liền, ông lúc nào cũng bật điện sáng trưng, không bao giờ dám tắt điện. Ông nói là dưới cái nơi địa ngục như vậy, cái bóng tối có thể sờ vào được. Càng đi xuống thì càng cảm thấy cô đơn, càng cô đơn. Và đặc biệt lưỡi ấy, nó bị đốt nhiều nhất là trong cái lưỡi, rất là thảm khốc. Và khi ông về, ông nói cho bạn của ông ấy là quý vị mà biết được địa ngục kinh khiếp như thế nào ấy thì quý vị vô cùng biết ơn cái sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, và càng khao khát thiên đàng. Dạ. Thứ nhất là Ngài là đứng vô tội. Thứ hai, câu 42 lại nói rằng hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình. Thưa quý đại tớ Chúa, hình phạt thập tự giá gần như là xác suất trên 99% đều là chết, không sống được. Cái hình phạt đó mất quá nhiều máu, cái vết thương quá nguy hiểm, và phần lớn cái hình phạt đó gần như là không ai sống được. Nhưng mà trên thập tự giá, cái tên trộm cướp này nhìn được ra Chúa là đứng thánh khiết, Chúa là đứng vô tội. Và đặc biệt là ở đây, ông còn nhìn ra rằng khi Ngài đến trong nước mình. Rõ ràng là ba người trên thập tự giá là đang chờ cái chết đến. Nhưng mà người này lại không nhìn thấy
Chúa Giê-xu sẽ chết. Nhưng mà người này nhìn ra Ngài sẽ phục sinh, Ngài sẽ sống lại. Chỉ có người sống thì mới đến được ở trong nước của mình mà thôi. Người chết không hề nói đến. Có đúng không ạ? Đến là một động từ, đúng không ạ? Khi Ngài đến ở trong nước của mình. Như vậy, không những nhìn ra Chúa Giê-xu Christ, Đấng Messiah, Chúa Cứu Thế, không những là Đấng Thánh Khiết, mà còn nhìn ra Chúa là Đấng Phục Sinh. Ngài sẽ sống lại, Ngài sẽ đến ở trong nước của Ngài. Như vậy, thứ nhất, Ngài là Đấng Thánh Khiết. Là Đấng Thánh Khiết. Hai nữa, Ngài là Đấng Phục Sinh. Ngài đến, phải Ngài phải sống lại, Ngài sống động và Ngài đến ở trong nước của Ngài. Trong đau đớn, trong cái sự hình phạt thảm khốc như thế. Nhưng mà tên trộm cướp này vẫn nhìn ra Ngài là Đấng Thánh Khiết, Ngài là Đấng vô tội và Ngài là Đấng Phục Sinh. Ngài sẽ sống lại và Ngài đến ở trong nước của Ngài. Thánh đồ Phaolô nói, nếu mà Đấng Christ mà không sống lại thì đức tin của chúng ta là vô ích và chúng ta vẫn ở trong tội lỗi. Cảm tạ Chúa, Ngài là Đấng Thánh Khiết, Ngài dùng máu của Ngài để chuộc mua cuộc đời của chúng ta. Và Ngài là Đấng sống lại để chúng ta có sự trông cậy nơi Ngài. Tiếp theo, hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình. Như vậy Ngài có một vương quốc, và vương quốc đó là của Ngài, gọi là đến trong nước của Ngài, nước mình. Như vậy Ngài là Đấng Thánh Khiết, như vậy Ngài là Đấng Phục Sinh, như vậy Ngài là vua của thiên đàng, Ngài là vua của vương quốc đời đời, là nước của Ngài. Như vậy, trên hình phạt thập tự giá, đối diện với cái sỉ nhục, đối diện với nắng, với gió, đối diện với những cái vết đinh ở trên tay, trên chân, máu chảy như vậy, trong đau đớn, trong thảm khốc như vậy, thì cái tên trộm cướp vẫn nhìn thấy Chúa Giê-xu Christ là Đấng Messiah, là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh Khiết, Đấng vô tội. Ngài là Đấng Phục Sinh, bởi vì Ngài sẽ đến, Ngài sẽ đến ở trong nước của Ngài. Và nước của Ngài chính là Ngài, là vua của vương quốc đó. Cái vương quốc đó thuộc về Ngài. Ngài là quốc vương, Ngài có vương quyền, Ngài có vương quốc của Ngài. Nhìn ra như vậy, trong hình phạt, trong đau đớn, thảm khốc, chắc chắn phải hơn thiếu tiền, thiếu quyền, thiếu tôn trọng, đúng không ạ? Và nhiều cái hoàn cảnh khác. Bởi vì trên thập tự giá đó là đối diện với hình phạt là mất mạng. Trong đau đớn đó, trong tủi nhục đó, thì tên trộm vẫn nhìn ra Ngài là Đấng Thánh Khiết, Ngài là Đấng vô tội, Ngài là Đấng Phục Sinh, Ngài là Đấng Phục Sinh và Ngài là vua của vương quốc đời đời. Tin chắc điều đó, tin chắc điều đó. Và tiếp theo, đây là cái câu chủ đề, hỡi Giê-xu, hỡi Giê-xu. Khi Ngài đến trong nước của Ngài, xin nhớ lấy con. Hỡi Đấng Thánh, Đấng Thánh Khiết, Đấng vô tội, Đấng Phục Sinh, vua của vương quốc đời đời. Khi Ngài phục sinh rồi,
khi ngài làm vua của vương quốc ngài rồi, ở trong thẩm quyền cao nhất rồi. Xin hãy nhớ lấy con. Ngài là đứng có thể tha thứ tội lỗi, ngài là đứng phục sinh, ngài là vua của vương quốc đời đời. Xin hãy cứu lấy con, xin hãy nhớ lấy con, xin hãy thương xót cuộc đời của con. Khi hoàn cảnh, khi đau thương, khi thiếu thốn, khi không được tôn trọng, khi bất mãn, khi đau yếu, rất là dễ có thể phạm thượng, có thể mắng nhiếc, có thể chối bỏ, có thể bất tuân bất phục, có thể làm rất là nhiều điều phạm thượng với Chúa. Nhưng mà một tên trộm cướp, một trong hai tên trộm cướp, thì người này nhìn ra Chúa là đứng thánh khiết, Chúa là đứng phục sinh, Chúa là vương quốc, Chúa là vua của vương quốc đời đời, ngài có thẩm quyền cao nhất. Và người này cầu nguyện rằng tin vào, tín thác và tin cậy và cầu nguyện với Chúa. Lạy Giê-xu, khi ngài đến trong nước của ngài rồi thì xin hãy nhớ lấy con. Mỗi một chúng ta, mỗi một quý đệ tớ Chúa và quý tôi con của Chúa, hãy nhớ lại cái bài học này. Ngài là đứng thánh khiết, và máu của ngài có giá trị bằng sự cứu chuộc, bằng sự tha thứ bảo vệ của chúng ta. Ngài là đứng phục sinh, ngài ban sự sống mới cho chúng ta, ban sự sống đời đời cho chúng ta. Ngài là vua của vương quốc thiên đàng đời đời. Lạy Chúa, khi ngài vào trong vương quốc của ngài rồi, xin hãy nhớ lấy con. Bây giờ ngài đã phục sinh, ngài đã thăng thiên, ngài đang bên phải Đức Chúa Trời, ngài trên ngai của ngài, ngài đang là vua trên muôn vua. Chúa, xin ngài hãy nhớ đến tất cả mỗi một chúng con. Xin hãy nhớ, chúng con cần ngài. Chúa ơi, chúng con cần ngài. Cho dù trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng như nghịch cảnh, trong hoàn cảnh nào đi nữa, lạy Chúa xin nhớ để chúng con cần ngài. Ngài là đứng thánh khiết, ngài là đứng phục sinh, ngài là vua vinh hiển, ngài là đứng đầy lòng thương xót. Xin hãy nhớ lấy chúng con. Quả thật, Đức Chúa Giê-xu đã trả lời, đã đáp lại. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Đây là một ân huệ, đây là một đặc ân mà Kinh Thánh ghi chép lại. Đây là một lời hứa lớn dành cho một tên. Chúa ơi, có thể hoàn cảnh của chúng con không lớn giống như tên trộm bị đóng đinh trên thập tự, chưa phải đối diện với cái chết, nhưng mà trong hoàn cảnh đó, xin cho chúng con nhìn thấy, chúng con tin chắc ngài là đứng thánh khiết, ngài là đứng phục sinh, ngài là vua vinh hiển, ngài là vua của vương quốc đời đời.
chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin hãy nhớ lấy chúng con. Xin hãy đoái thương. Xin hãy nhớ lấy chúng con. Như tên trộm cướp này, anh nói, ta xác định, ta xác nhận với con, ta quả quyết với con thuộc về ta, con sẽ ở cùng với ta. Cảm ơn Chúa. Quê hương của chúng ta là trên trời. Chúng ta có sống 90 tuổi, 100 tuổi hay lâu hơn nữa thì một ngày đó, một ngày nào đó cũng phải về quê hương trên trời. Và ai cũng mong muốn, mỗi cơ đốc nhân đều khao khát một điều, một ngày nào đó sẽ được ở cùng với Ngài trong tiệc cưới trên con. Như lời hứa mà Ngài dành cho tên trộm cướp này, ngươi sẽ được ở cùng với ta. Thưa Chúa, ngay ở trên đất này, chúng con cũng cầu xin Ngài hãy nhớ lấy chúng con. Khi chúng con cầu nguyện với Ngài, xin hãy nhớ lấy chúng con. Khi chúng con phục vụ Ngài, xin hãy nhớ lấy chúng con. Khi chúng con dâng hiến, xin hãy nhớ lấy chúng con. Khi chúng con truyền giáo, khi chúng con làm mọi công tác mục vụ, xin hãy nhớ lấy chúng con. Không những chỉ ở trên đất này, và ở cả cõi đời đời, ở vương quốc của Ngài, xin hãy nhớ lấy chúng con. Và như lời Ngài hứa với tên trộm cướp, chúng con sẽ được ở cùng với Ngài. Như vậy, trong cái hoàn cảnh đóng đinh, đau đớn nhất, khổ cực nhất, sỉ nhục nhất, thì trên tên trộm cướp này vẫn nhìn được tấm lòng của ông, vẫn nói với tên trộm kia mà hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại cái hình phạt mà chúng ta. Và ngay ở trên đất này, ngay ở trên đất này, xin Chúa hãy nhớ lấy chúng con. Những công khó của quý đệ tớ Chúa, xin Chúa hãy nhớ lấy. Những gian khổ, những trả giá, xin Chúa hãy nhớ lấy. Ngay ở trên đất này, và một ngày nào đó, chúng con lại được ở cùng với Ngài trong tiệc cưới trên con, ở nơi vương quốc đời đời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện với nhau để thấy được Đấng thánh khiết, thấy Đấng phục sinh, thấy Vua vinh hiển, Ngài đang ở đây. Ngài xin hãy nhớ lấy mỗi một chúng con. Hãy nhớ lấy mỗi chức vụ, mục vụ. Hãy nhớ lấy những gì mà quý lệ tớ Chúa đã làm, đang làm và chuẩn bị làm cho Ngài. Xin hãy nhớ lấy chúng con. Xin ở trên đất này, chúng con được ở cùng với Ngài. Và ở nơi vương quốc đời đời, chúng con tiếp tục được ở với Ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lấy chúng con. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.